anh đó sống không có cố gắng, không có nghị lực. Anh coi thằng kế bên nhà kìa, nó bỏ được thuốc lá nè, nó bỏ được rượu luôn. Ta sống ta có nghị lực chứ em, còn anh không có mấy nghị lực nào chứ. Ok ok, em nói vậy thôi, vậy bắt đầu từ bữa nay nè, em với anh mỗi đứa một phòng đi, ngủ riêng đi, để cho em biết anh có nghị lực hay không. A few moments later. Bởi gì nữa nha em, sao anh không ngủ một chút qua đây chi nữa trời. Ờ chị mới hay, thằng Hùng á nó hút thuốc lá với rượu lệ rồi.